Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ Việt Nam, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi Bây giờ là ngày 14 tháng 3 Và lúc mà là video này để các bạn thấy giá Bitcoin vẫn tiếp tục xoay quanh có mức là khoảng gần 60.000 đô Và chúng ta thấy giá Bitcoin đó thì đi trong phạm vi là từ 59 tới 61 000 trong thời gian là mấy tiếng đồng hồ qua Lúc mà thường làm video này là 59.886 Thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào những gì đã xảy ra trong cái thời gian là 24 tiếng đồng hồ qua Sau khi mà chúng ta thấy được là giá Bitcoin đã có một cái sự tăng trưởng lên tới cái mức cao là 61.783 trước khi mà chúng ta thấy được là giá Bitcoin đã có một sự điều chỉnh xuống cái mức thấp là 59.310 đô cách đây vài tiếng hồ thì chúng ta thấy được đó là chúng ta nhìn chung thì đương nhiên hôm qua thị trường rất là xanh ngày hôm nay thì đi xuống một phần và chúng ta nhìn một cách chi tiết hơn đó các bạn sẽ thấy được là khi chúng ta refresh cái trang Gecko này các bạn thấy là những đồng lớn như là bitcoin thì đương nhiên các bạn thấy là xuống 1,2% không có nhiều dựa theo Gecko thì vẫn trên 60.000 đô tùy theo là các bạn nhìn vào giá cả trên sàn nào Ethereum thì xuống 2,9% đương nhiên Bitcoin điều chỉnh thì những đồng khác cũng điều chỉnh theo Binance Coin thì xuống 3,3% Tether chúng ta thấy được là không có sự di chuyển nhưng mà chúng ta nhìn vào Tether đi thì như bạn có đã biết là gần đây thì Tether đã in ra rất nhiều tiền chúng ta chuyển qua để mà nhìn vào tổng số vốn hóa đi tại vì đương nhiên Tether một đồng một đô la thì không cần phải nhìn vào cái giá của đồng Tether chúng ta thấy được là trong vòng một tuần qua thì Tether in rất nhiều các bạn thấy là trong vòng chỉ có 7 ngày thôi mà chúng ta cũng đã biết là Tether in từ cái mức là 36,4 tỷ lên tới cái mức hiện tại là các bạn thấy được là 38,3 tỷ có nghĩa là từ 36 tới 38 là 2 tỷ đô la đã được in ra trong thời gian chỉ có 7 ngày thôi và đương nhiên chúng ta cũng đã nói tới cái này hai ngày sau đó các bạn thấy được giá bitcoin đã có sự tăng trưởng cho nên chúng ta thấy là vẫn có hiện tượng xảy ra là khi mà tether in thì sau đó giá bitcoin lại tăng lên cho nên mà được cái sự tương quan không thể chối bỏ được chúng ta vẫn thấy cái sự tương quan nó xảy ra thì chúng ta nhìn vào những đồng khác đi, như là đó thì xuống 1,8%, Cardano xuống 2,1%, XRP xuống 3,1%, Uniswap thì xuống 3,1%, vẫn như vị trí là thứ 8. Thực ra đây cũng một cái sự bất ngờ, thuận thì nghĩ là Uniswap khi mà mới ra đời, các bạn cũng nên nhớ là thuận vẫn nghĩ là Uniswap có thể giữ được trong cái top 20, nhưng mà thường không nghĩ là Uniswap có thể là nhanh chóng đi vào cái top 10 như vậy và giữ cái mức là 31 đô và 31 cent ở vị trí thứ 8 Litecoin thì cũng tương tự xuống 3,3% và Chainlink xuống trăm. Cho nên nhìn chung các bạn thấy được là phần lớn Những đồng lớn đó thì xuống từ 2-3% đến Bitcoin thì xuống 1% Sau khi Bitcoin tăng chứng mạnh thì các bạn thấy được đây cũng là một điều không gì gọi là quá bất ngờ Những sự đi xuống cũng không gì gọi là quá đặc biệt Chúng ta nhìn vào trong vòng là 24 giờ qua đi thì cũng có một số những đồng tăng chứng mạnh Chúng ta thấy là Hedera Hashrap thì tăng 38,3% Hollow thì tăng 30,7%. Chúng ta cũng nên nhớ là cách đây 2 năm, Hedera Hashtag và Holo là hai cái giao thức mà được nhiều người nói tới. Nhưng mà trong thời gian là hơn một năm qua, hầu như cũng đang gửi lại. Nhưng mà chúng ta lại thấy sự tăng trưởng về giá cả trong vòng 24 giờ qua. Harmony thì tăng 30,4%, Terra thì tăng 25,4%. Những đồng mà xuống mạnh ấy, cũng không có những đồng nào gọi là xuống mạnh hết. Chúng ta thấy được là Bitmax Token thì xuống 9,7%, Torchain thì xuống 8,2%, Near. Giá thức nia thì xuống 8%, có thể nói là không có đồng nào gọi là xuống mạnh. Và chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tình hình thì bây giờ đi Thì trong vòng 24 giờ qua những gì đã xảy ra Bây giờ chúng ta hãy nói chung về tình hình của thị trường đi Sau đó chúng ta sẽ đi vào những cái tài liệu chi tiết hơn Như liên quan đến những biểu đồ bây giờ thì cho chúng ta thấy được tình hình bây giờ như thế nào Cũng như là chúng ta sẽ nói về cái chỉ số NO NUPL Đây là một chỉ số mà nhiều bạn muốn thường cập nhật Coi là chúng ta thấy là giá đã tăng mạnh ngày hôm qua Lên tới 61.000 Thì chỉ số này bây giờ đã có nguy cơ tiếp tục chạm vào dùng màu xanh dương hay là chưa chúng ta sẽ nói thêm về thông tin này một lát nữa nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và những người nào mà chưa theo dõi thuận capital trên những mạng xã hội các bạn cũng nên bấm vào cái link bên dưới để tìm thấy những cái thông tin như là telegram channel facebook vân vân các bạn hãy được twitter đây là những nơi mà thuận thường, thường hay đăng rất nhiều những thông tin mới nhất và đây là nơi mà các bạn có thể cập nhật được những thông tin nhanh nhất cho nên các bạn nếu mà muốn theo dõi thông tin thì nên theo dõi thuận capital trên những mạng xã hội và đương nhiên những người nào mà có thú muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng thuận capital như là có thể nhận được những ưu đãi như là giảm phí giao dịch như là các bạn được giảm 20% khi các bạn tham gia vào sàn Binance hay là các bạn thể nhận được những cái bonus khi mà tham gia vào những sàn như là sàn Bybit, sàn EMT À, dân các bạn thấy được chúng ta có những sàn như là sàn Binance US sang Coinbase ứng dụng BlockFi ứng dụng mà các bạn có thể nhận được 250 đô la bonus khi mà tham gia đây là một cái ứng dụng landing có lãi và đương nhiên crypto khoan một cái nơi mà có thể nhận được những cái dữ liệu on chain rất độc đáo mà chúng ta thường hay sử dụng như bên nào mà có thú thì link sẽ nằm bên dưới cái video này để các bạn có thể tìm hiểu thêm chúng ta bây giờ hãy trở lại nói chung về tình hình đi thì chúng ta thấy được là ngày hôm qua đó khi mà giá tăng trưởng cho đến sáng ngày hôm nay đây các bạn thấy được là giá BTC tăng mạnh hôm qua và 60.000 sau đó tới 61.000. Khi mà giá tăng lên thì đương nhiên là có nhiều người muốn bán cho nên chúng ta thấy các Bitcoin được đưa lên trên sàn và điều mà chúng ta đã thấy ngày hôm qua đó là một cái sự đấu tranh cũng khá là kịch liệt giữa hai bên một bên là đẩy những cái stablecoin những đồng ổn định. Như bạn hỏi thân là những stablecoin này những đồng nào là những cái đồng mà có giá một đô la. Các bạn có thể là quen thuộc những đồng lớn như là đồng USDT hay là đồng tether chúng ta cũng có những đồng ổn định khác nữa mà cũng khá thông dụng ở hoa kỳ như là đồng usdc của coinbase hay là đồng gemini dollar hay là đồng ổn định của sàn binance Các bạn thấy là tất cả những đồng đó đều là những đồng mà có giá ổn định là một đô la và đương nhiên người ta đưa những đồng ổn định những cái stablecoin lên sàn để làm gì đương nhiên là để dùng để thu mua những cái đồng khác và chúng ta thấy được rất là một bên đó đã có rất nhiều những đồng ổn định để đẩy lên trên sàn bên còn lại đó lại có rất nhiều bitcoin để đẩy lên trên sàn Các bạn thấy là những thông tin mình nó chia sẻ ngày hôm qua có những cái alert như là các bạn thấy là màu xanh lá cây trên màn hình đó stable coin nghĩa là ổn định được đưa lên trên sàn và màu đỏ nghĩa là chúng ta thấy có dấu hiệu là bịch không được đưa lên trên sàn để mà bán thì chúng ta thấy là tới cuối cùng thì cái số lượng động đình đưa lên sàn đó rất là mạnh cho nên các bạn thấy đưa được là sau khi mà giá qua khỏi 60 000 hoặc khỏi 61 000 đó thì tối ngày hôm qua lúc vào khoảng chừng là 7 thứ 8 giờ tối đó thường có đăng một cái bài trên những mạng xã hội nên là trong vòng chỉ có một giờ thôi mà cái số lượng giao dịch stablecoin được đưa lên sàn quá nhiều có thể nói là hiện tượng ít thấy ngoại trừ là có thông tin cực xấu thông tin cho thấy là bitcoin đã nhanh chóng thành lập hỗ trợ trên 60 000 các bạn thấy được là chúng ta sẽ nói thêm về tài liệu này nữa Thì chúng ta thấy là nhiều bạn hỏi thường là Khi bạn thường đưa những cái thông tin này đó Thì những con số trên màn hình nghĩa là gì Giống như là chúng ta đọc con số là 243 đi Thì 243 này là 243 gì Có phải là 243 người 243 USDT được đưa lên Hay là đại diện cho cái chỉ số gì Các bạn thấy được là cái con số mà các bạn thấy trên màn hình Khi mà thường đăng những cái tài liệu crypto khoan đó Thì là bao nhiêu giao dịch ở trong cái phạm vi là 15 giây tại vì chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là mỗi một giao dịch trên mạng lưới của Ethereum bây giờ thì đầu ổn định nhiều nhất vẫn là trên Ethereum thì có thể nói là phần lớn di chuyển trên mạng lưới của Ethereum thì mỗi lần di chuyển là khoảng 15 giây cho một lốc thì có thể thấy được là trong vòng 15 giây thôi trong cái ví dụ này là có 243 giao dịch trong vòng chỉ có 15 giây để độ ổn định lên trên sàn có thể nói là cái sự hứng thú đưa động lên trên sàn rất là lớn ngày hôm qua khiến cho các bạn thấy là giá cả có thể giữ vững được ở cái mức là trên 60.000 mặc dù các bạn thấy là giá Bitcoin nó tăng rất là mạnh thường là các bạn thấy là khi mà giá tăng mạnh như vậy đó thì hồi phục lại đâu điều là khó tránh nhưng mà chúng ta thấy được là hồi phục nhưng mà từ cái mức là 61.700 hồi phục tới chỉ còn có các bạn thấy bây giờ vẫn là 60.000 có thể nói là giá rất là tốt thì bây giờ thì để nói thêm các bạn thấy được đó là điều thứ nhì thường chia sẻ đó chính là Đồng thời như các bạn thấy là có rất nhiều những cái tài liệu cho thấy được là có rất nhiều những cái đồng ổn định được đẩy lên trên sàn thu mua Bitcoin Hiện bây giờ đó không có dấu hiệu miner bán Có nghĩa là các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái tài liệu liên quan tới miner đi Thì chúng ta thấy được đó là MPI có nghĩa là cái số lượng hoạt động của miner Thì các bạn thấy được những cái thợ đào đó Nếu như mà cái chỉ số này là hơn số 2 có nghĩa là những cái thợ đào bán rất là nhiều Nhưng mà chúng ta thấy được là trong cái thời gian gần đây đi thường zoom vào các bạn thấy rõ ràng hơn là các bạn thấy là cái thời điểm là từ ngày 4 tây tháng 3 cho đến ngày hôm nay đó thì như thời nào hầu như là không có nhiều hoạt động cũng như là không có cái sự bán nhiều các bạn thấy được là cái chỉ số ngày hôm qua mặc dù là giá cả đã tăng lên rất là nhiều nhưng mà chúng ta thấy được là cho dù Bitcoin trên 60.000 cái chỉ số của MPI chỉ số miner chỉ có 0.81 mà thôi có nghĩa là các bạn thấy là vẫn dưới con số 2 rất là nhiều chúng ta không thấy động tĩnh là những thời đào bán chúng ta nhìn vào cái tài liệu liên quan đến những cái stable coin đi thì các bạn thấy được là chúng ta thấy rất rõ ràng là chúng ta khi mà nhìn vào những ngay đầu ổn định đó, chúng ta thấy là đầu ổn định ở trên những cái sàn giao dịch được đẩy lên rất là nhiều. Như là các bạn nhìn thấy trên màn hình, thì hình zoom vào các bạn thấy rõ ràng hơn nhất là chúng ta thấy được là khi mà giá Bitcoin đó là trên 60.000, chúng ta thấy được là cái đường màu đỏ này là đại diện bao nhiêu, bao nhiêu giao dịch độ ổn định được đưa lên trên sàn thì các bạn thấy được là trong một phạm vi thời gian là Bitcoin từ 60 đến 61.000 đó thì cái đường màu đỏ này rất là cao, có nghĩa là có rất nhiều người đưa độ ổn định lên trên sàn cái thời điểm đó thì chúng ta trở lại cái thống kê đi thì các bạn thấy được là thống kê cho thấy là hiện bây giờ đó không có dấu hiệu những thời đào bán cũng không có dấu hiệu những cá voi đẩy Bitcoin lên trên sàn và chúng ta thấy được là khi chúng ta nhìn vào những chỉ số liên quan đến cá voi đi thì các bạn thấy được đó là những cái ví lớn chúng ta thấy bây giờ đó thì không có cái chỉ số cho thấy được là những cái người mà có nhiều Bitcoin đưa Bitcoin lên trên sàn Các bạn thấy chỉ số bây giờ là 0,39 Khi mà chúng ta zoom ra đó thì bạn thấy là từ một năm qua Thì chỉ số 0,39 có nghĩa là cái số lượng Bitcoin đưa lên sàn đó Chúng ta tính theo tổng số Bitcoin đưa lên trên sàn ngày hôm qua ngày 13 tây đó thì cái số lượng đó so với lại trước đây để không có gì gọi là quá đặc biệt các bạn thấy là chỉ số 0.39 của nội chỉ số ta thường thấy có nghĩa là 39% của bitcoin đưa lên trên sàn ngày hôm qua là đến từ những ví mà có nhiều bitcoin nhưng mà chỉ số này thì cũng tương đương như là trước đây cho nên không nhiều là đặc biệt chúng ta không thấy dấu hiệu là khi mà giá tăng lên tới 61.000 thì có nhiều người mà có nhiều bitcoin những cá voi đẩy bitcoin lên trên sàn chúng ta vẫn chưa thấy điều đó xảy ra và kế tiếp các bạn thấy được đó là Coinbase premium gap có nghĩa là cái sự khác biệt giữa giá Bitcoin trên sàn Coinbase Pro và trên sàn Binance. Và cái điều mà rất quan trọng ở đây đó các bạn thấy được là mỗi lần mà cái giá trên sàn Coinbase Pro trên lệch cao có nghĩa là các bạn thấy được là chúng ta thấy là cái giá trên sàn Coinbase Pro mắc hơn là cái giá trên sàn Binance trong một đồng Bitcoin đó có nghĩa là chúng ta thấy là cái lực mua đến từ sàn Coinbase Pro và sàn Coinbase Pro một sàn mà chúng ta cũng đã biết là có rất nhiều cá vô hoạt động cho nên chúng ta thấy là mỗi lần mà cái đường màu đỏ này tăng là một điều dẫn chứng là cá voi đang thu mua những nhà đầu tư đang thu mua nhưng mà ngược lại các bạn thấy được chúng ta nhìn vào tình hình của ngày hôm qua đi khi mà chúng ta thấy được là giá cả 59.000 lên tới 61.000 thì các bạn sẽ thấy được Nhưng zoom vào các bạn thấy rõ ràng hơn là cái thời điểm mà giá Bitcoin đi từ 59 lên đến 60 đến 61 đó có rất nhiều thời gian trong cái phạm vi này đó là các bạn thấy là cái số chênh lệch giữa Coinbase và Binance là trên lệch âm Trên lệch âm nghĩa là gì các bạn thấy được chênh lệch âm có nghĩa là cái giá ở trên sàn Coinbase Pro rẻ hơn là cái giá trên sàn Binance và cộng thêm vào đó nữa chúng ta nhìn vào cái biểu đồ liên quan đến những đồ ổn định mà đang được giữ trên sàn Chúng ta cũng đã lâu rồi không nhìn vào biểu đồ này Các bạn cũng đã thấy là trong vòng mấy tháng qua đã có rất nhiều những đồ ổn định được giữ trên sàn Lên tới cái mức là hơn 8 tỷ đô la Nhưng mà ngày hôm qua các bạn thấy được là cái đường màu đỏ này đã có cái sự giảm xuống nhất là khi mà giá Bitcoin đó chúng ta thấy trên màn hình đó, là đi từ từ đi lên tới 58, 59, 60 ngàn, 61 ngàn như là cái đường màu đen này giá của Bitcoin cái đường màu đỏ này là bao nhiêu độ ổn định trên sàn thì các bạn thấy rất rõ ràng là đường màu đỏ này đã có cái xu hướng như thế nào cái xu hướng giảm xuống có nghĩa là có nhiều người đi dùng độ ổn định trên sàn để mà đi thu mua Bitcoin cộng thêm vào đó chúng ta thấy được là Tuy là có rất nhiều những người đưa Bitcoin lên trên sàn, các bạn thấy được là chúng ta đương nhiên nhìn vào Bitcoin đó, trong cái lúc mà giá Bitcoin tăng trưởng đó, thì đương nhiên khi mà giá lên tới 60.000 Chúng ta cũng thấy có một số những cái đợt mà các bạn thấy được là có cái đường màu đỏ này tăng lên có nghĩa là nhiều Bitcoin được đưa lên trên sàn Các bạn cũng đã thấy những cái alert mà nhiều bạn theo dõi như là Well Alert thì cũng thấy có nhiều Bitcoin đưa lên trên sàn ngày hôm qua Nhưng mà ngược lại chúng ta lại thấy đó là có hiện tượng là các bạn thấy là những nhà đầu tư riêng lẻ đi thu mua Bitcoin trên sàn Binance.com cho nên chúng ta mới thấy được là cái giá trên sàn Binance cao hơn là cái giá của uh, Coinbase ngày hôm qua khi mà chúng ta nói tới cái giá của Bitcoin và các bạn thấy được là cái đường màu đỏ này là một dẫn chứng cho thấy được là khi mà giá càng lên cao ngày hôm qua thì cái đường màu đỏ này lại càng tăng cao có nghĩa là bao nhiêu người bao nhiêu người nạp độn định lên trên sàn giao dịch khi mà các bạn thấy giá càng tăng cao ngày hôm qua thì càng nhiều người nạp độ ổn định lên trên sàn và đương nhiên các bạn thấy được là một số độ ổn định đã được sử dụng để mà đi thu mua crypto cho nên cái đường màu đỏ này mới đi xuống và đương nhiên các bạn thấy là nhiều người tin tưởng là phần lớn bây giờ những đầu tư là bắt đầu chú tâm ngược trở về Bitcoin và nói chung đó thì các bạn thấy được đó là những điều này cho chúng ta thấy được gì một là chúng ta thấy là giá tăng thì đương nhiên là có nhiều người muốn bán cho nên mới thấy Bitcoin đưa lên trên sàn Nhưng mà ngược lại chúng ta nhận được rất nhiều tài liệu là nhiều người đẩy stablecoin lên trên sàn Tiếp tục thu Bitcoin cho nên thì bây giờ đã không có dấu hiệu những cái thợ đào bán Không có dấu hiệu những cá vôi đẩy Bitcoin lên trên sàn Cái số lượng động đình trên sàn có giảm như ta mới vừa nhìn thấy Cái đó nữa là Coinbase Premium nghĩa là cái giá trên lệch giữa Coinbase và Binance là số âm có nghĩa là lực mua đến từ sàn Binance thì tất cả những điều mà chúng ta mới vừa nói tới cho thấy đây là những dẫn chứng là cái đợt tăng trưởng ngày hôm qua là đến từ những nhà đầu tư riêng lẻ chứ không phải là đến từ những tổ chức hay là cá voi Và các bạn thấy được là Thuận vẫn nghĩ là cái nhà đầu tư riêng lẻ có thể tiếp tục bảo vệ Bitcoin tại vì chúng ta thấy là bây giờ chúng ta vẫn còn rất nhiều những động định ở trên sàn và có thể tiếp tục bảo vệ Bitcoin xoay quanh cái mức là 60.000 trong thời gian ngắn hạn. Dài hạn thì chúng ta muốn thấy được là các tổ chức và các cá voi thu mua tiếp tục để chứng minh là cái giá này vẫn hấp dẫn đối với họ như là cái giá dùng 42 cho đến 47.000 đây là cái tình hình chung của thị trường mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn và đương nhiên bây giờ chúng ta hãy nhìn vào một cái chỉ số mà nhiều bạn quan tâm đến đó chính là chỉ số no nupl thì chúng ta nhìn vào chỉ số này đi đường zoom vào các bạn thấy rõ ràng hơn Thì bây giờ chúng ta vẫn nằm ở trong dùng màu xanh lá cây đương nhiên chúng ta không muốn là chúng ta chạm vào cái đường mà có những cái chấm này Đó chính là lúc mà chỉ số chạm vào có mức là 0,75 là chúng ta sẽ chuyển thành màu xanh dương Đây là cái dấu hiệu gần nhất và có thể trở thành dấu hiệu đầu tiên là chúng ta gần đến đỉnh, chúng ta đã có nguy cơ đó cách đây không lâu các bạn thấy được là cuối tháng 2 khi mà giá Bitcoin à, lần đầu tiên lên tới cái mức là 58.500 sau đó điều chỉnh xuống. Bây giờ chúng ta thấy là giá đã trở lại và cái chỉ số mới nhất bây giờ đó là bảy. Có nghĩa là ở cái mức là 61.217 thì chúng ta trở lại đi cái thời điểm mà Chúng ta thấy là giá tăng lên, cái chỉ số này ở cái mức là 0,737 đó thì chúng ta thấy là chúng ta có một cái chỉ số ở cái mức là 0,737. Trước đây ngày 17 tháng 2 là mức giá là 52.138, bây giờ đó chỉ số này là mức giá 61.000 thì chúng ta thì được chúng ta có thể thấy cái giá Bitcoin chạm lên cái mức là từ 70 đến 71.000. Khi mà chúng ta thấy cái nguy cơ là cái biểu đồ sẽ chuyển thành màu xanh dương chúng ta muốn thấy chỉ số này điều chỉnh xuống à, có nghĩa là chúng ta muốn thấy Bitcoin tích lũy ở cái phạm vi này một thời gian nữa chứ không muốn Bitcoin tăng trưởng mạnh liên tục chúng ta hãy tiếp tục chờ đợi xem có tình hình như thế nào nhưng mà thường hy vọng là cái video ngày hôm nay cũng giải thích được cho các bạn thấy là tình hình bây giờ như thế nào liên quan đến Bitcoin và thị trường nói chung và đương nhiên thị trường bây giờ là nhiều đồng vẫn tiếp tục theo sát tình hình của Bitcoin và thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.